Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ của điện thoại Vui TV vào ngày 20 tháng 2 và ngày hôm nay thì hãy cùng lộn 21 chứ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin công nghệ của điện thoại Vui TV vào ngày 21 tháng 2 và ngày hôm nay thì hãy cùng mình điểm qua những thông tin công nghệ hot nhất có trong ngày nhé. Bắt đầu nào. Để nhằm cải thiện công nghệ giọng nói cho Facebook thì mới đây Facebook đã thu mua các bản ghi âm giọng nói của người dùng. Như trước đây, Facebook cùng hàng loạt các công ty lớn đã bị phát hiện rằng ghi âm của người dùng bị dùng trái phép. Để nhằm nâng cao hệ thống nhận diện giọng nói của mình thì mới đây trang mạng xã hội lớn nhất thế giới đã hợp pháp hóa việc này bằng cách cho phép người dùng gửi giọng nói của mình cho Facebook và nhận tiền từ họ. Chương trình này có tên là Pronunciation. Nếu các bạn đủ điều kiện, Facebook sẽ yêu cầu bạn ghi âm cụm từ Hi Proto kèm theo tên của một người bạn trong list friend của mình. Các bạn có thể làm điều này với 10 người bạn của mình và mỗi người có thể ghi 2 lần. Với mỗi lần ghi âm, bạn sẽ nhận được 200 điểm và sau 1.000 điểm thì Facebook sẽ trả cho bạn 5 USD thông qua ví PayPal. Facebook cho biết là bản ghi âm mà người dùng gửi sẽ không đính kèm vào hồ sơ của họ và công ty sẽ không chia sẻ những hoạt động này trên trang cá nhân của người dùng. Hiện tại thì chương trình này được triển khai tại Mỹ và Facebook cho biết là họ đang triển khai từ từ. Không biết là chương trình này có được đưa đến Việt Nam hay là không. Tuy nhiên nếu có thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tham gia vì dù là số tiền không lớn nhưng cách thức tham gia lại rất đơn giản. Theo những thông tin mới nhất thì Apple đang xem xét về việc sẽ cài thêm ứng dụng của bên thứ ba vào phần mềm như là iOS hay là iPadOS của mình. Nguồn tin được chia sẻ từ Bloomberg cho hay là việc làm này sẽ giúp cho người dùng có thể bình chọn xem ứng dụng nào cần thiết và có thể thay thế những ứng dụng được cài sẵn như là Gmail, Apple Mail hay là Chrome có thể thay thế cho trình duyệt tìm kiếm. Thêm vào đó, trang Bloomberg còn cho hay kế hoạch mở hệ sinh thái của Apple cũng đang được xem xét với loa thông minh HomePod. Việc này có thể cho phép người dùng phát nhạc từ các dịch vụ stream nhạc ngoài như là Apple Music, ví dụ như là Spotify trên sản phẩm này. Hiện tại thì Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận gì về thông tin trên. Được biết là từ trước đến nay, Apple luôn bắt người dùng chọn các ứng dụng mà Apple là mặc định và không cho người dùng có thể thay đổi bằng các ứng dụng khác. Có chức năng tương đương, điều này đôi khi cũng gây ra một số phiền phức nhỏ trong quá trình sử dụng. Nhiều khả năng những thay đổi mới sẽ xuất hiện trong hệ điều hành iOS 14 và phiên bản tiếp theo của iPadOS. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa được Apple xác nhận, chúng ta vẫn chưa có bất kỳ sự chắc chắn gì về điều này. Mới đây, hàng loạt những người dùng Samsung cực kỳ hoảng sợ khi mà nhận được những tin báo rất kỳ lạ đến cho điện thoại của họ và người ta đồn đoán rằng là rất có thể lỗi này đến từ ứng dụng là Find My Mobile của Samsung. Mới đây, hàng loạt những người dùng các thiết bị Galaxy trên thế giới bất ngờ nhận được một thông báo bí ẩn từ Samsung thông qua ứng dụng Find My Mobile. Thông báo này chỉ vỏn vẹn một số một đã khiến cho người dùng cảm thấy hoảng sợ và lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra với điện thoại của họ. Với thông báo bí ẩn này, người dùng không có nhiều tùy chọn ngoài việc xóa thông báo đi và kể cả ấn vào thông báo này cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thông báo này sẽ tự biến mất vài giây sau khi người dùng ấn vào. Dịch vụ Find My Mobile của Samsung là một dịch vụ tương tự Find My iPhone của Apple khi mà cho phép các chủ sở hữu Galaxy có thể định vị từ xa, khóa thiết bị Galaxy của họ hoặc là sao chữ dữ liệu đám mây Samsung Cloud. Tuy nhiên, việc này không phải như vậy mà chỉ là một lỗi nhỏ của Samsung. Trước đây thì OnePlus cũng đã gặp tình huống tương tự khi gửi thông báo ẩn cho người dùng bằng tiếng Trung. Và rất may là OnePlus cũng đã lên tiếng đính chính và cho rằng đó chỉ là một lỗi nhỏ xảy ra trong quá trình thử nghiệm của OnePlus. Sau 10 năm hoạt động thì mới đây trang web của Sony có tên là Sony Mobile đã chính thức dừng hoạt động bởi vì quá thua lỗ. Theo trang Phone Arena, trong quý 4 năm 2019, Sony đã bán được 1,3 triệu smartphone. Hãng sẽ xuất xưởng 700.000 sản phẩm trong quý này. Doanh số mảng di động giảm đi rất nhiều trong năm. Sony đã đóng trang web sonymobile.com. Đây là trang web được Sony giới thiệu và bán các mẫu smartphone của hãng trong 10 năm qua. Hiện tại, nếu các bạn truy cập vào địa chỉ sonymobile.com sẽ được chuyển hướng đến trang sony.com. Người dùng vẫn có thể tìm thấy mục vụ mobile trong phần electronics. Động thái này của Sony không quá bất ngờ. Trước đó, Sony đã nhận là sẽ đóng cửa diễn đàn hỗ trợ Xperia và Sony Mobile Communication AB, doanh nghiệp di động ở châu Âu. Việc trang web Sony Mobile ngưng hoạt động là điều khó tránh khỏi. Đây được xem là nỗ lực của Sony trong việc cắt giảm chi phí và tiếp tục sản xuất smartphone mới. Và đó là những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, ngày 21 tháng 2. Đừng quên nhấn like, share và subscribe cho điện thoại Vui TV. Cảm ơn, bye bye.